Hi, và mình xin chào tất cả anh em và các bạn nha. Ở video lần này thì mình sẽ đi tìm trác quỷ. Lâu quá rồi thì mình không treo những trác quỷ để mình tìm, để xem vận may may mắn của mình đã tích trữ rất là lâu rồi. Thì trái đầu tiên nó nằm ở bên đảo Rùa, chắc là gần núi Rùa quá. Còn có 7 mấy mét nữa thôi. Rồi rồi rồi, trong danh trại rồi. Bọn cướp này trộm trác quỷ đâu? Trời, cái gì nó mới đập vô mắt mình vậy? Trời, cái gì đây? Trời đất ơi, mở màn mà vậy rồi. Trời ơi, mở màn phải kilo chứ. Nhân phẩm quá các bạn ơi. Mới khai mạc đầu video thôi mà đã lụm ra cái trái xịn sò vậy rồi. Sợ bị rít, lưu trữ cất liền chứ. Nào á, vậy là nó có trong rương mình rồi. Giờ treo tiếp nè. Lần này mình lụm trác quỷ ở bên đảo cây đại thụ nha. Đâu, sắp tới rồi. Trụ từ xa xa màu xanh. Ui, 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 ubi các bạn. Đỉnh dữ. Nhân phẩm quá rồi. Đỉnh cao của nhân phẩm là đây các bạn ơi. Ubi các bạn thấy chưa? Khởi đầu là sờ bi rít mà bây giờ là ra ubi. Hai trái lây sình một lượt luôn. Quá dữ. Lần này thì mình quay trở lại đảo cảng để coi nó nằm đâu. Vậy là nằm phía dưới các bạn ơi, dưới đây nè, dưới đây nè, dưới đây nè. Đó đó đó, từ phía xa xa là mình thấy rồi. Trái gì đây? Đồ cu. Sao tím tím đây? Trái du si các bạn ơi. Trái trọng lực cũng là một trong những trái quỷ legend đỉnh cao đấy. Mới khởi đầu rồi sao lụm nhiều trái xịn dữ người ta. Thôi rồi rồi, các bạn xin vía mình đi. Mới khởi đầu lụm có 3 trái mới ra toàn là trái xịn. Giờ là mình quay qua Big Mom nha, để xem coi có trái quỷ xịn sò nó nằm ở đây nữa không. Nhân phẩm mình tích quá nhiều rồi. Giờ là mình đang lụm ở ngoài server thường nha các bạn. Đi sang booty sẵn lụm luôn. Rồi nó đâu rồi? Ở đây 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 đây. Trời cút. Trời cút. Phật tổ đúng không các bạn? Không lập Phật tổ đúng không? Thôi bỏ đi. Lụm gì? Thôi lụm chứ. Lát lạng hoạng có bạn qua đây nữa. Lụm cất nhét túi liền. Rồi 4 trái. 4 trái legend. Hàng thần thoại. Quá may mắn, quá nhân phẩm rồi. Giờ là mình đi lại đảo Rùa này, để tiếp xem coi là trái quỷ tiếp theo nó nằm ở chỗ nào. Đây 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 đây, từ xa xa mình thấy rồi, trắng trắng này. Ủa trái tư. Trời ơi sao đây, trái quỷ legend dễ lụm dữ người ta. Sao từ đầu đến giờ mình lụm toàn mấy trái xịn xịn không à. Này, trời ơi 4-5 trái rồi các bạn. Toàn trái trên triệu mili không. Ủa trái tư, ngon ngon. Cắt vô, trời ơi đủ 11 trái luôn rồi, cái này chắc dục luôn quá. Trái quỷ ra tiếp nữa nè. Đảo cản rồi đi cái ngay chốc luôn. Giờ mình thử mình lấy cái áo xì heo của mình coi mình lụm có ngon hay không nha. Mấy nay không có quảng cáo áo. Xem cái nhân phẩm xem là cái áo của mình mặc trước đó và cái áo xì heo này nhân phẩm cỡ nào. Ủa trên núi này đâu có đâu. À dưới nè. Ơi nha, ơi nha. Đây nè, các bạn thấy chưa? Đó. Trái xịn nữa này. Spirit. Hình như mình có duyên với trái này ta. Tại sao nó không xuất hiện trái báo hay trái rồng hay mochi gì mà cứ Spirit không vậy? Kìa đập cánh kìa. Con băng con lửa nó đập cánh chứ. Cắt vô liền. Rồi rồi các bạn thấy ám ảnh rồi. Trời ơi nhân phẩm của mình. Áo bắt tô tuổi gì. Giờ là áo xì heo nhân phẩm nhập rồi các bạn ơi. Quá đỉnh. Đó nên là các bạn mua áo xì heo ủng hộ mình ha. Để có được cái nhân phẩm như mình nha. Lần này thì mình đi tìm trái quỷ ở bên đảo bánh. Mình thấy toàn là xuất hiện đảo cảng, đảo rùa, đảo bánh là nhiều nha. Còn cái đảo kem kem này nè, nó đảo bánh là bên kia, đảo bánh là đảo bự. Lần này là mình bị mất cái áo luôn rồi bạn ơi. Nó bị lỗi á. Đã không? Đố 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 đố, các bạn thấy gì chưa? Các bạn thấy gì chưa? Chạy thôi. Trời ơi, thấy trái quỷ mình không dám lụm luôn đó. Sao mà nó lại hên đến vậy?
Đây là trái lớp nha các bạn. Trái lớp lúc trước là có 600 ngàn Bailey thôi. Hiện tại là lên đến 1 triệu, 1 triệu 3, 1 triệu 4, mình không nhớ rõ nữa. Nhưng mà nó là cái hàng ngủ trên 1 triệu Bailey rồi. Đỉnh chưa? Ôi nay nhân phẩm quá đỉnh rồi. Cắt vô lưu trữ liền. Tao ơi, lột cáo xì heo ra mà vẫn còn nhân phẩm. Đó, trái lớp nè. Ông á, nó trên vậy thôi chứ khoe cho các bạn xem luôn đi. Các bạn kêu mình lụm trái 600 ngàn Bailey mà mình kêu trên cả triệu. Có sách bách có trứng liền. Giờ là mình tiếp tục. Lần này là có mặc áo xì heo vô rồi. Để xem búp nhân phẩm mình lên như thế nào đây. Rồi trái quỷ đâu rồi ta? Sao không có đâu hết vậy? Nằm chỗ nào hay vậy? À đây. Ui, chắc là do lỗi rồi các bạn ơi. Lỗi cái lúc hồi nãy cái áo bị lỗi đó là hết nhân phẩm rồi, giờ được kilo rồi. Đây trái quỷ ra nữa nè. Để coi coi lần này nằm đâu ta? Không nằm ở bên cái đảo kem này, vậy nằm bên đảo bánh. Rồi đảo bánh nó tăng xuống mét lên rồi. Vậy là nó nằm ở bên đảo Sukubai là ấu bên kia kìa các bạn. Qua bên kia. Tổn giờ mình mới để ý mấy cái cây sô-cô-la đó các bạn. Trời đất ơi. Là trời. Các bạn nhìn giống gì? Các bạn nhìn giống gì? Các bạn thử comment chứ. Trời ơi. Thấy ám ảnh thật chứ. Này là mấy bạn Việt Nam thì kết chắc luôn nè. Ôi trái quỷ mình lụm được là trái pha con nha các bạn. Trái chim ưng. Một trái Yuan. Mà Yuan dạng thường thôi. Không phải Yuan thần thoại. Yuan thần thoại là phải trái tu ri hay trái rồng gì đó rồi mới báo thuộc cái hàng top đó. Này Yuan bình thường à. Rồi không sao. Rồi mình kiếm được chỗ giấu trái quỷ, giấu mất tiêu luôn kìa. Rồi đi tìm trái tiếp theo nè. Trái này là nằm ở bên đảo cảng. Đa số mình lụm toàn là ở bên khu vực đảo bánh, đảo cảng, đảo rùa không. Rồi rồi rồi, từ xa xa mình thấy trắng xóa rồi nha. Trái gì đây? Đậu kim cương. Tưởng đâu trái tính đâu trái khối mà ra kim cương cũng tạm ổn. Rồi cũng đâu có xui mấy đâu các bạn. Tao cũng 11 trái thôi, dục luôn đi. Lần này thì mình sẽ thử săn mấy tên hải tặc này xem coi là có được trái xịn sò không. Chắc hết nhân phẩm rồi. Mình lâu quá mình tích trữ nhân phẩm để mình lụm mình tuôn trong vòng một nốt nhạc mà. Giờ là hết rồi. Trời ơi, trái gai. Hết rồi các bạn ơi. Giờ đi lụm lần cuối nha. Lụm lần cuối. Đây. Trái Yami các bạn. Rồi, giờ là hết nhân phẩm rồi thấy không? Nói vậy thôi, chứ mấy trái legend lúc đầu á thì mình cũng cam go lắm mới lụm được một trái legend như vậy. Rồi hợp clip lại thôi nha các bạn. Nói chung là vui thôi. Nhưng mà có bạn nào mà lụm trong vòng một ngày mà nhân phẩm giống như là mình vừa cắt clip hay không thì để lại comment bên dưới nha. Bye bye các bạn và hẹn gặp các bạn trong video sau.